tuyệt vời quá, xe chạy rất là êm. Cái này là có thật nha anh em ơi, và đã rất nhiều khách hàng phản hồi lại là đổ vào xe chạy rất là êm. Đây là lọ phụ gia xúc bếp xăng thương hiệu Maxlub USA. Anh em chỉ cần đổ trực tiếp một lọ này vào bên trong bình xăng của mình, nó sẽ có công dụng là dần dần hòa tan những cái mũi than hay còn gọi là cặn carbon trong quá trình đốt cháy nhiên liệu động lại bên trong động cơ, vệ sinh và làm sạch kim phun, buồng đốt, van nạp xả, từ đó giúp cho động cơ được thông thoáng hơn, sạch hơn, giảm tiêu hao nhiên liệu, giảm tiếng ồn và khắc phục tình trạng lên ga tăng tốc bị ngập ngừng. Và khi sử dụng cái dung dịch này, anh em phải nhớ là đổ đầy xăng nha, để cho dung dịch nó hòa chung với xăng và nó sẽ làm cái phần công việc của nó. Việc còn lại là anh em chỉ cần sử dụng xe bình thường và định kỳ 3.000 cho tới 5.000 cây thì mình tái sử dụng lại một lần. Phụ gia này nó còn có công dụng là tăng chất lượng của xăng lên, giúp cho xăng được đốt cháy triệt để hơn, từ đó tăng thêm công suất cho động cơ chạy xe cảm giác là bốc hơn, mượt hơn. Anh em nào mà sắp đi tour, đi phượt, đi đường xa thì có thể sử dụng một chai này rất là ok nha. Giá gốc của sản phẩm là 100k, đang có ưu đãi giảm giá 32%, chỉ còn 68k cho anh em mình dùng thử. Muốn chăm sóc bảo dưỡng cho xe của mình, chọn ngay Maxlub USA.